giới không nằm ngồi giường cao ghế đẹp thì khi con ngồi ghế hay nằm giường cao không chạm chỗ hoa văn đẹp không êm ái nhưng mà chỉ có cao thôi hay là giường ghế cao có nệm nhưng mà không đẹp thì có đức giới hay không sao con thấy các vị giảng sư hay ngồi trên ghế cao chạm chỗ bông hoa hay ngồi, chỗ ngồi các chư tăng chỉnh đen hoặc là thuần một màu trắng thì không có được. Tức là mình phải làm cho cái tấm thảm nó không có được đẹp. Ừ, và bản thân sư thì sư cũng không có ủng hộ cái chuyện mà mình ngồi thảm. Ừ, nhưng mà nó lại, nó không thuộc về, cái chuyện không ủng hộ của sư cũng không thuộc về giới mà thuộc về cái chuyện khác. Ừ, đúng là thứ nhất, cái thảm bây giờ thì thảm đẹp không chứ đâu có thảm sốc đâu thảm xấu à, và cái thảm rất là khó vệ sinh, vệ sinh rất là cực. Mà nếu như mà mình không vệ sinh mình để năm này qua tháng khác mà để như vậy nó rất là bẩn, rất, nó rất là dơ. Thì như vậy nó lại không đảm bảo vệ sinh, nha. Yeah. À, trong khi đó cái nền cái sàn á, thì mình mình lâu mình chùi mấy hồi, còn cái thảm thì mấy đời mà mình giặt, đấy. Cho nên sư thì sư cũng không ủng hộ cái chuyện mà mình sử dụng thảm. Nhưng mà có những cái mình không có từ chối được. Theo luật nha. Sư nói theo luật nha. Khi mà cư sĩ họ cúng thảm cho tăng đoàn để cho tăng đoàn sử dụng á. Thì không có được phép từ chối. Theo luật là không được từ chối. Mà bây giờ người ta cúng thảm cho mình mà mình không được từ chối là bây giờ mình làm cái gì giờ quăng vô kho để nó chừng nào móc meo hư thôi ấy. thì không phải lấy ra xài thì mà bây giờ lấy ra xài thì thiên hạ nói mà không xài thì để cho nó hư thì cũng không được tới hồi mình quý vị biết nó có những cái kẹt đó là khi mà mình cúng cái gì mà mình cúng cho tập thể ấy, thì cá nhân vì đó không có được từ chối rồi nó dẫn đến cái chuyện là có nhiều món nó quý vị nhìn thì nó quý nhưng mà cái quý là khi nào mình thiếu nó mới quý chứ còn thừa thì nó hết quý rồi ờ, Rồi cái hồ mà mình bỏ thì người ta nói mấy ông sư xài sang nó kẹt vậy đó nhận thì nó cũng kẹt mà bỏ thì nó cũng kẹt đấy cho nên cái này hiểu dùm mấy ông sư ha thì thấy nó bị ngắt kết nối quý vị có nghe rõ không quý vị có nghe rõ không quý vị có nghe rõ không nghe rõ nghe rõ trả lời nghe, nghe rõ trả lời để thấy nó báo nó nó báo đỏ rồi Rồi. quý vị biết là cái mạng nó bị lỗi mạng lỗi thì nó quý vị thông báo cho sư biết mạng lỗi nhưng mà chính bởi vì cái mạng lỗi cho nên sư không thấy thông báo của quý vị <laughs> nó kẹt vậy đó cho nên là thôi sư cũng không biết là quý vị bị mất mất cái khúc nào không biết quý vị mất cái khúc nào ờ... nhưng mà thôi nắm cái ý là được ha nắm ý là được rồi